thấy đường đi đâu. Ở đây như khu này đang giải tỏa. À đây có đường đây. Ở đây có một ngôi chùa. Apartment. Còn đây là TNL Plaza. Những hình ảnh này mình nhìn như là trong tranh nha, rất là đẹp luôn. Em xin chào các anh chị và các bạn. Để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở bên khu vực quận 4, thì em sẽ dẫn các anh chị bạn cùng đi một vòng ở cái cung đường cặp bên hông cái khu vui chơi Khánh Hội, hồ bơi Vân Đồn. Cái khu này thì nằm ở trong cái hẻm nhỏ phía sau những cái dãy chung cư hoành tráng. Ta đi len lỏi. Ngày xưa thì con đường này rất là lầy lội nè. Ở khu vực cầu Kinh Tẻ. Cái này cái hẻm 209 xịt Tôn Thất Thuyết, 209 Tôn Thất Thuyết. Có cái anh chị nào mà ở khu vực này không ha? Cho em xin cái comment nha. Ở đây có trường trường Quang Trung, một ngôi trường nằm ở trong cái xóm nhỏ. Trường Quang Trung, trường trung học cơ sở, trường cấp 2 thôi. Bên đây là một cái bãi đất trống, rồi cây cỏ um tùm. Rồi chúng ta chạy qua bên kia nha. Nhà xưa em nhớ có cây cầu để đi vô, đi qua bên kia xong luôn. Rồi biết bây giờ thế nào. Khu này yên tĩnh lắm. Chúng ta đang chạy một vòng trường. Ngày xưa thì em nhớ là không có đường đi nữa, nhưng mà bây giờ sao không thấy đường đi đâu. Ở đây như khu này đang giải tỏa. Đây có đường đây. Ở đây có một ngôi chùa. Hết được hả chú? Từ đó ngày xưa có cái cầu đi mà nó không thấy luôn.
bây giờ là bít đường rồi. À, khu này đang giải tỏa rồi. Rồi chúng ta đi trở ra nha. Trường mầm non ba, trường rất là đẹp ha. Rồi chúng ta đi quay trở ra đường đường Khánh Hội. Con đường này đang làm lại rất là bụi luôn. Wow. Ở quận 4 bây giờ nhà nước đang nâng cấp tái tạo rất là nhiều công trình. Bên tay trái chúng ta đó là công viên khu vui chơi Khánh Hội. Cái đường này là đường số 48. Những con đường này mới thôi, ngày xưa thì không có những con đường này. Ở đây đang xây cái khu vực công viên này đang xây lại luôn. Ngày xưa bạn đồng nhỏ hay vô đây chơi, nhưng mà bây giờ làm đường bụi quá nên không có dẫn vô. Ở khu vui chơi Khánh Hội lớn nhất ở quận 4 này. Bên tay phải chúng ta đang có một khu nhà rất là lụp xụp ngày xưa nè. Nào bây giờ chúng ta đi một vòng vô đó xem thử ha, coi ở đây còn lụp xụp nữa không. Nhìn thì khu này ta đang xây nhà mới quá trời luôn. Đang chạy gặp bên hông chung cư hẻm 209 Bến Nhân Đồn. Thông ra đường Bến Nhân Đồn, kênh Tàu Hủ. Trước mặt chúng ta đó là dòng kênh Tàu Hủ.
qua đường bên kia thì mình vòng lại cái ngã tư Khánh Hội, từ ngã ba Khánh Hội sẽ hoành lại ha. Nó lý có một cái con hẻm nữa để thông ra cái cầu cầu Dừa luôn, nhưng mà lúc nãy mình quẹo trái nè, mình quẹo rồi nên không có thông ai cầu Dừa được. Ở đâu cũng vậy, có khu nhà mới thì cũng có khu nhà lụp xụp, tất cả đều chưa có đồng bộ. Đang bây giờ đang giao thoa giữa người mới và người cũ, nhà mới và nhà cũ, nên hình thử chúng ta thấy những cái hình ảnh nó rất là xáo trộn đó bên tay trái chúng ta lúc nãy. Nếu mà mình đi sâu vô bên trong nữa là mình sẽ thấy những ngôi nhà nó lụp xụp hơn xíu nữa. Ở đây là khu vực cây cầu Dừa, bên kia là một dãy nhà tôn, các bạn thấy không? Dãy nhà tôn phía dưới một cái chung cư chọc trời, chung cư ở quận Tư nè, Grand Riverside. Nhìn bên đây là cái dòng kênh, dòng kênh Tàu Hủ năm xưa nè. Rồi bây giờ thì nó làm lại cái bờ kè rồi, nhà nước mình đã làm lại công viên dọc theo tuyến đường Bến Nhân Đồn này, nên chúng ta thấy những hình ảnh rất là sáng sủa. Ngày xưa có một dãy nhà mà ven sông bên tay phải mình, nhưng mà bây giờ không còn nữa ha. Bên đây thì có một cái dãy chung cư mới xây lên, Orion Apartment. Còn đây là TNL Plaza. Những hình ảnh này mình nhìn như là trung tranh nha, rất là đẹp luôn. Bên đây chúng ta nhìn qua đó là cầu kho quận nhất. Bầu trời rất là trong xanh. Này có chú đang để vô phân cho cây. Thì chú đi bỏ phân cho mấy cái bồn cây ở khu vực này. Ở đây chúng ta thấy có cái building Vạn Đô nữa nè, rất là nhiều cái building ở cái khu vực này. Rồi chung cư Khánh Hội, rất là nhiều chung cư luôn. Rồi trung tâm tiệc cưới Capella, trung tâm hội nghị Riverside Plat. Rồi phía trước chúng ta đó là cây cầu Nguyễn Kiệu. Ngày xưa thì khu này có rất là nhiều những cái căn nhà lụp xụp, nhưng mà sau này nhà nước đã giải tỏa để làm nên những cái tuyến đường đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Đó, chúng ta thấy ở bên kia là cầu Rạch Ông. Cái hướng này chúng ta sẽ lên cầu Nguyễn Văn Cừ.
cùng Nguyễn Văn Cừ bắt ngang qua con sông Tàu Hủ và nối liền giữa đôi bờ quận nhất và quận 8, nó chia nhánh rẽ về quận 4. Chúng ta theo hướng này mình sẽ đi đi về quận nhất, quận 5. Rồi thì có chia nhánh quẹo phải nè, mình đi đường Bến Chương Dương. Rồi một số hình ảnh ở những cái con hẻm nhỏ, những ngôi nhà cấp 4, gửi các anh chị và các bạn những hình ảnh trái ngược với cái giao diện của Sài Gòn, sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Đâu đó những cái căn nhà hiện đại thì cũng còn những có những cái căn nhà lụp xụp của ngày xưa ha. Nhưng mà sau này chắc sẽ xây mới lại đẹp hơn, thay đổi một cái bộ mặt của Sài Gòn. Rồi nhân cái video này em cũng xin chúc các anh chị bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.